Sáng 7 tháng 8, quốc vương Norodom Sihamoni của Campuchia ban chiếu bổ nhiệm ông Hun Manet làm tân thủ tướng, thay thế cha là ông Hun Sen lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới. Theo sắc lệnh hoàng gia, quốc vương Norodom Sihamoni bổ nhiệm tiến sĩ Hun Manet làm thủ tướng Vương quốc Campuchia trong quốc hội khóa 7. Ông Hun Sen cũng chia sẻ thông tin trên tài khoản Telegram. Tuy nhiên, để chính thức trở thành thủ tướng mới của quốc gia Đông Nam Á, ông Hun Manet và nội các mới phải vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở quốc hội, dự kiến tổ chức vào ngày 22 tháng 8. Nội các mới của ông Hun Manet sẽ giới thiệu nhiều gương mặt trẻ vào các ghế bộ trưởng, trong đó một số nhân vật tiếp nhận vị trí từ cha mình. Trước đó vào ngày 26 tháng 7, ông Hun Sen tuyên bố từ chức thủ tướng, mở đường cho thế hệ lãnh đạo kế tiếp của Campuchia. Ông Hun Sen cho biết thêm, sau khi từ chức khỏi chính phủ Campuchia, ông sẽ được nhà vua bổ nhiệm giữ chức chủ tịch cơ mật viện tối cao. Báo Khmer Times đưa tin ông Hun Sen cũng sẽ giữ chức chủ tịch thượng viện Campuchia thay thế cho ông Saychum sau cuộc bầu cử thượng viện vào ngày 25 tháng 2 năm 2024. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.